Giới thiệu anh em, đây là con Redmi Note 12 mới ra mắt từ tháng 4, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Camera chính của nó là 50MP, cam phụ là 20MP, cam trước này là 8MP, rõ đến từng cái tớ vải và dấu vân tay. RAM 4GB có thể cộng thêm 2GB bộ nhớ nó xe nhé. Chip Snapdragon 685 này. Phiên bản MIUI 14.0.9 này, bộ nhớ trong là 128GB này. Nên thời gian hoạt động của nó mới có 66 giờ này. Đây là giá của bản 8GB. Mình sẽ xem giá 4GB này. Giá 4GB là 4.990.000. Đó là trang bị màn hình AMOLED, độ phân giải Full HD cộng 1080 x 2400, tần số quét là 120Hz. Đấy, đây là thông số camera, camera sau, camera trước, CPU này, Android hệ hành 13 nhưng mà đã được cập nhật lên 14 rồi nhé. Pin 5000, hỗ trợ sạc 33W. Đây, thời điểm ra mắt là tháng 4 năm 2023 này. Ok mọi người, ai chốt thì inbox mình nhé.